Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn giới thiệu đến các bạn các thành phần cơ bản của ngôn ngữ SAS. Thì hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn tới cái quy tắc Native Rule và Missing ở trong SAS. Thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu hai cái thành phần này. Thì bữa trước thì chúng ta đã tìm hiểu về Variable. Thì bữa nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái quy tắc nồng vào nhau. Thì cái quy tắc Native Rule thì các bạn hiểu nôm na đó là cái quy tắc nồng vào nhau. Thì ở đây quy tắc này thì nó sẽ cho phép các thành phần CS thì có thể nồng vào nhau. Thì ở đây thì khi mà các thành phần CS con thì nó sẽ được xác định dựa vào cái thành phần CS cha. Thì ví dụ như ở đây thì nó cho chúng ta một cái ví dụ về áp dụng quy tắc nồng vào nhau như vậy. Ví dụ như bên ngoài nó có cái thẻ NAP và bên trong thì nó có thẻ UL thì nó có thể viết style như vậy. Còn nếu mà đối với cách viết CSS thông thường như ở bên này thì nó cho phép chúng ta không cho phép chúng ta đồng vào nhau, mà nó cho phép chúng ta viết theo cái kiểu này. Thì viết theo kiểu này thì nó khó nhìn so với lại cái kiểu bên này. Cái kiểu bên này thì nó sẽ nhìn hơn. Thì hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn demo về cái này. Ví dụ ở cái trang Smart Login thì ví dụ như ở đây thì tôi có một cái class là Section Login ở bên ngoài này. Rồi bên trong nó thì tôi lại có cái form background, class form background nồng ở trong như vậy. Thì tôi sẽ đi viết lại cái style cho nó. Thì ở bữa trước thì tôi đã có cái section login như vậy và cái form background thì tôi để ở ngoài như vậy. Thì bữa nay thì tôi sẽ cút cái form background này vô trong. Rồi, tiếp theo thì ở cái form background này bên trong thì nó lại có một cái thẻ H3 nữa, thì tôi sẽ đi viết cái thẻ H3 ở trong này. Đó, ví dụ như cái form breakdown bữa trước tôi viết CS, tôi chọn đến cái thẻ H3 như vậy, thì bữa nay tôi sẽ viết nó lại bằng cách nồng vào ở trong này. Đây, cái thuộc tính này tôi sẽ bỏ đi. Rồi tôi vô save. Rồi tôi sẽ đi defect lại trình duyệt. Tôi sẽ đi defect lại. Đó thì cái thuộc tính của nó vẫn giữ nguyên. Ví dụ như bây giờ tôi impact element chẳng hạn. Đó, ví dụ tôi đến cái chỗ form breakdown. Đó thì bây giờ nó vẫn biên dịch lại thành CSS như bình thường. Đó. Ví dụ tôi sẽ đi mở cái file tôi sẽ quay lại cái project của tôi và tôi sẽ đi mở cái file size này. Đó thì nó biên dịch lại như vậy. Đó, nó sẽ biên dịch lại như vậy. Đó. Thì đó là cái quy tắc Native Rule. Rồi tiếp theo thì đến cái class là ở đây thì có cái class là form item. Thì ở đây thì tôi có một cái class là form item như vậy, thì bây giờ tôi cũng có thể chuyển nó vô trong luôn. Thì nó ở trong cái form item này, ví dụ tôi để nó ở đây. Rồi tôi đi go save. Rồi tôi sẽ đi defect để chỉnh duyệt. Đó thì cái form nó vẫn như cũ. Bây giờ chẳng hạn như cái hai cái ô text box này, chẳng hạn như tôi muốn bỏ cái border radius của nó đi, thì tôi sẽ đi làm như sau. Thì trong cái form item này thì tôi có cái thẻ là input như vậy, thì tôi sẽ chọn lấy cái thẻ input này. Đây thì tôi sẽ nồng cái thẻ input ở đây và tôi sẽ viết lại như sau. Tôi sẽ cho nó cái border radius không. Rồi tiếp theo thì tôi có cái thuộc tính là mod border radius, tôi cũng cho là không. Và tiếp theo là bracket border radius luôn. Thì ở đây có hai cái thuộc tính là mod border radius và bracket border radius này. Thì hai cái thuộc tính này nếu mà các bạn nào chưa hiểu thì tôi sẽ giải thích cho nó như sau. Thì hai cái thuộc tính này tức là chúng ta muốn bỏ cái border, thêm cho nó cái border radius để cho nó apply được ở trên các trình duyệt như là Firefox và Opera, thì chúng ta sẽ sử dụng lại thêm hai cái thuộc tính này thì ở trên hai cái loại trình duyệt đó thì nó mới hiểu được. Còn đối với các loại trình duyệt thông thường thì chúng ta chỉ cần như là Google Chrome thì chúng ta sử dụng cái thuộc tính border radius này thì nó cũng apply được rồi. Nhưng mà chúng ta cần phải apply trên nhiều trình duyệt nên là chúng ta sẽ thêm hai cái thuộc tính này vô. Bây giờ tôi nick cho save. Rồi tôi sẽ đi refresh lại trình duyệt. Đó thì bây giờ cái border radius thì nó đã không còn nữa rồi.
Tiếp theo thì tôi sẽ đi giới thiệu đến các bạn cái quy tắc là sử dụng cái missing ở trong ngôn ngữ sát. Thì missing thì các bạn là hiểu đơn giản, nó giống như một cái hàm sử dụng ở trong ngôn ngữ sát, thì giống như một cái hàm nào đó mà được sử dụng giống như tương tự như ở các ngôn ngữ khác như là Java, C#, C cộng cộng vân vân. Và bây giờ thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là sử dụng missing. Thì ở đây chẳng hạn như cái border radius này, là chẳng hạn như tôi sẽ sử dụng missing đối với cái border radius này, thì tôi sẽ sử dụng như sau. Thì tôi sẽ lên trên này và tôi sử dụng ở trên này, tôi sẽ ghi chú lại. Thì tôi để mà khai báo missing thì tôi sẽ có cái từ khóa là a còng missing, rồi tôi có cái tên hàm, tên của missing thì tôi đặt cho nó là add border radius. Rồi bên trong thì tôi sẽ cho nó cái tham số là cái đô la biến size, và tôi ở dưới này thì tôi cũng copy ba cái này đây. Và cái chỗ này giá trị thì tôi sẽ thay bằng đô la size. Và bây giờ thì tôi sẽ đi xuống dưới và tôi gọi cái hàm add border radius này. Thì tôi sẽ gọi nó ở chỗ input này. Cái input này thì tôi sẽ gọi này bằng cái hàm add border radius. Thì tôi sẽ gọi nó sau, tôi sẽ gọi là a cộng include add border radius, và tôi chuyển cái size cho nó zone là không. Rồi tôi click cho save. Rồi tôi đi refresh lại trình duyệt. Đó thì nó vẫn giống như cũ. Và bây giờ chẳng hạn như cái size nó tôi sửa lại chẳng hạn như là 10 pixel chẳng hạn. Tôi cho save. Rồi tôi refresh lại trình duyệt. Đó thì cái border radius thì nó đã thay đổi cho tôi như vậy. Thì khi mà chúng ta khai báo một cái missing hay là chúng ta khai báo một cái hàm như vậy, thì trong trường hợp mà chẳng hạn như là chúng ta muốn add border radius cho nó, chúng ta muốn sử dụng cái hàm đó để apply cho nhiều chỗ, thì chúng ta gọi cái hàm như vậy thì nó sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ như cái hàm add border radius này mà chẳng hạn như nhiều ở cái nhiều cái form khác mà chúng ta có các ô text box hoặc là các khối gì đó mà chúng ta muốn cho nó cái border radius, thì chúng ta có thể gọi cái hàm add border radius và chúng ta chuyển cái tham số vô thì nó dễ dàng hơn. Ở chỗ này tôi sửa lại là thành 0 pixel, tôi cho save rồi tôi refresh lại. Đó thì cái lợi ích của việc sử dụng missing là như vậy. Thì như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn là cái quy tắc là netting true và cái phần apply cái sử dụng cái missing ở trong ngôn ngữ sát. Thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Thì ở buổi tiếp theo là buổi 7 thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cái phần extend, sử dụng cái phần này là phần kế thừa ở trong ngôn ngữ sát. Thì tôi sẽ hẹn gặp lại các bạn ở buổi 7. Tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây.